Thì nếu mà nó rộng quá là chườm nó sẽ mỏi mỏi lưng. Đây nè, đó. Cái khó một cái khó. Đỡ mới thêm được. Hôm trước cho anh em xem là cái cúp cúp mô nó như cây cây cải đúng không? Thì mới lặt ngọn được 3 hôm rồi nè. Anh em thấy chưa? Là nó đã cái đây là mới cái lặt ngọn của cây mô thôi nha. Cái ngọn của cây mô thì lúc đầu mình lặt ngọn là mình bỏ cho mình không có lấy lại. Bởi vì muốn lấy lại là phải đợi cho cây mô nó cao vậy nè. Nó cao vậy nè. Ha. Nhưng mà đợi vậy thì nó lâu quá nên nó tầm này thôi mình ngắt đi để mình lấy mấy cái nhánh ở dưới này nên ha. Bữa trước trồng một thiên như anh em nào mà xem clip trước á sẽ thấy cái chỗ đây nè là bữa đó trồng một thiên pha lê mô. Còn bên kia là trồng lâu rồi nha. Còn bên đây là mới trồng. Đây nè. Bữa trước nhìn nó gớm không? Và bữa nay nó tốt quá đó. Khi mà mình làm giống á là cái đất này mình phải làm cho nó kỹ nha anh em. Phải làm cho nó kỹ. Trụng phân quay cho nó sẵn sàng. Thì cái cốt giống của mình nó sẽ mau phát triển. Nếu mà anh em mà không làm đất á, kỹ á, là nó eo ọt lắm. Cái xứ nó eo ọt như này. Cây này là vẫn chưa bấm, chưa lặt được ngọn luôn nè. Anh em thấy không? Đó. Rồi cái gờ chiều cao này cả chừng 0.8 thôi. 0.8 hay 0.5 thôi. Cũng vừa vừa thôi chứ không có cần cao lắm nha. Cao lắm khi mà mình xả nước dưới đây nè là nó không có đủ lượng nước để mà nó tràn vô trong đó. Thì anh em nào muốn làm giống thì có thể xem. Nếu mà đập bao nhiêu hàng này, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 7 hàng thì nói chung là cả 5 hàng cũng được. Thì khi 5 hàng á, ví dụ 2 nè, 4 nè, 5 tới hàng đây thì khi nó như thế này thì anh em có thể ngồi đây anh em cắt nó dễ ha. Nói chung là mình ngồi mình cắt nó không có bị khom lưng. Cúp pha lê pha lê nha, mới bấm tia xong nha anh em. Bấm tia để lấy cái tia làm giống cho anh em trồng. Cái này là trồng để làm giống nha, chứ không phải trồng chậu đâu. Anh em lưu ý là ở quê mình là chủ yếu là cúc pha lê thân tím nha. Anh em xem nè, thân tím nó pha lê thì nó có hai dòng, dòng thân tím, dòng thân trắng. Tuy nhiên thì cái dòng thân tím nó ít bệnh tật hơn, nó ít có vỏ trứng hơn, cho nên là quê mình mới chú ý là chuyên về thân tím. Ở đây là đang bấm tia để nhân giống qua tháng 4 cung cấp cho anh em. Nói chung là qua tháng 4 là anh em trồng lấy giống được rồi. Tương đối
Cỏ đợt này mà thu hoạch hết là được bao nhiêu tia cô Hề? Đợt mấy chục á, mấy chục thiên luôn á. Mấy chục thiên thì đủ cho vài anh em. Anh em nào cần giống để mà nhân giống á thì qua tháng 4 này là bắt đầu có giống rồi. Thì năm nay quy mô nó cũng không được nhiều lắm nha. Đó. Ở phía đây. Như thế thôi. Nếu mà anh em nào mà trồng để mà nhân giống á, thì liên hệ sớm. Còn anh em nào muốn trồng chậu á thì cũng phải liên hệ sớm để lấy cái tia đây nhân giống ra thêm. Mấy luống à? Bữa trước có các bạn ở Long Khánh thì cái khổ như thế này nè, thường thường á là cỡ 0.8 thôi, nhưng mà tùy theo từng vị trí đất cát nữa. Ví dụ như khi mà mình làm 0.8 á là mình ngồi dưới đây nè, mình chườm tay dưới đây là vừa, nhưng mà to quá là chườm nó sẽ mỏi lưng, kiểu giống như vậy nè. Nghĩa là cái khổ nó nhỏ thì không cần phải chườm, chỉ cần ngồi bấm là xong. Khổ nó to là phải chườm tiết vô trong này. Khổ vừa thôi nha, khổ anh em vừa, anh em ngồi dưới đây nè, anh em bấm chỗ này rồi qua phía bên kia bấm lại vừa. Chứ còn nếu mà anh em mà dạ anh em nào cần giống thì alo nha. Cái này là giống để làm giống nha anh em, chứ không phải là giống để trồng chậu. Còn anh em muốn trồng chậu á thì cũng phải cỡ tháng 5, một ăn một năm tháng 5 rồi anh em phải liên hệ với mình để mình nâng cái tầm nó lên để làm cho nó nhiều. Chứ anh em xem bao nhiêu không có nhiều đâu. Nếu mà tầm này là khoảng cỡ 40 thiên. Cắt lần này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 100 thiên. 100 thiên hoặc hơn tí xíu. Mà ví dụ như sử như một năm thì mình xuất đi khoảng cỡ 400-500 thiên lận. Nếu mà anh em mà không liên hệ sớm, mình sẽ không có làm to ra thì sẽ không đủ. Thôi giờ mình kết thúc nha anh em. Chào tạm biệt hết nha.